Lan Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay là Chủ nhật ngày 7 tháng 4, 2019. Đến với VATV sáng nay, chúng tôi có vài tin đặc biệt về MGM National Harbor với Thanh Trúc và Nguyễn Thanh Bình. Tin đầu tiên là về một nhà hàng tên là Saigon Street, sắp khai trương ở vùng Baltimore, Maryland tại MGM National Harbor. Hiện nhà hàng đang cần tuyển nhiều nhân viên và người hợp tác. Tin kế tiếp là tổ chức ca nhạc cũng tại MGM National Harbor với tựa đề là Legendary by Night 6, đêm huyền thoại 6, được tổ chức ngày 5 tháng 5. Thanh Trúc kính chào quý vị. Thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay là anh Nguyễn Thanh Bình. Thanh Trúc xin chào Nguyễn Thanh Bình. Dạ, xin kính chào Thanh Trúc và quý khán thính giả của đài. Thưa quý vị, Nguyễn Thanh Bình là một khuôn mặt thân quen trong cộng đồng Việt Nam ở Washington DC. Anh là giám đốc của trường Nail for You và rất nhiều người làm nghề móng tay ở trong vùng là học trò của anh. Anh cũng là chủ nhân của tiệm Present, là một tiệm ăn nổi tiếng ở tại thành phố Funchess, tiểu bang Virginia. Nhưng mà anh cũng là người mà chúng ta đã biết qua những cái gọi là Legendary Night, đêm huyền thoại từ 1, 2, 3, 4 cho tới 5, và chúng tôi sắp sửa nói tới cái đêm huyền thoại thứ 6. Nhưng mà hôm nay đó thì anh đến với một cái tên gọi là Saigon Street. Thì Thanh Trúc xin hỏi anh Nguyễn Thanh Bình là Saigon Street là tên của một cuốn sách, tên một con đường, tên một cửa tiệm hay là như thế nào? Dạ thưa, cảm ơn câu hỏi đó. Dạ, là Saigon Street là một cái nhà hàng của người Việt Nam do chúng em quản lý và sắp sửa khai trương trong cái hệ thống MGM Casino ở National Harbor. Dạ, đây là lần đầu tiên người Việt Nam chúng ta được có cái cơ hội đi vào cái hệ thống của MGM và đem cái văn hóa và bản sắc văn hóa của người Việt Nam chúng ta từ ẩm thực cho tới nghệ thuật đến với cộng đồng của mainstream nói chung và người Việt Nam của chúng ta nói riêng. Dạ. Như vậy thì anh Nguyễn Thanh Bình đã chinh phục được cái sự hiểu biết cũng như cảm tình của những người mà hay lui tới National Harbor MGM Casino đó bằng những cái đêm huyền thoại từ 1 cho tới 5 và sắp sửa là 6, 7, 8 gì đó. Và bây giờ thì lại mình đang tìm cách để mà chinh phục cái khẩu vị của những người đến MGM Casino bằng một cái tiệm ăn. Dạ. Bán những cái thức ăn Việt, nhưng mà như anh nói là để mà thể hiện cái bản sắc văn hóa cũng như là nghệ thuật của người Việt Nam mình đó, thì là những cái món ăn ở trong tiệm Saigon Street ở ngay tại MGM Casino nó như thế nào? Đó là những thức ăn nhanh hay là những thức ăn như thế nào? Dạ thưa, là khi mà chúng em làm việc trong những cái đêm huyền thoại để đem những tiếng hát của anh chị em nghệ sĩ đến, là mình phục vụ riêng cho cái cộng đồng Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam được rất là yêu quý, yêu mến ở trong vùng này, là chúng ta là một cái cộng đồng mạnh. Nhưng bây giờ cái cơ hội mình đem về cái ẩm thực Việt Nam đó, cái đó nó thuộc về mainstream. Mình sẽ làm vào để mình phục vụ tất cả mọi người chứ không phải người Việt Nam không. Thì dĩ nhiên chúng em là người Việt Nam, chúng em rất quý và rất cảm ơn khách Việt Nam đến. Mình sẽ có những cái món ăn rất đặc biệt do người Việt Nam. Chúng em focus vào những cái món ăn thuần túy của Việt Nam chứ không phải là mình làm fusion. Tuy nhiên cái cách trình bày của chúng ta, những cái đẳng cấp và những cái sự mình đã được ảnh hưởng của Pháp và của những nước nhiều qua, nhưng mà về đồ ăn thì chúng em làm hết. Có nghĩa là một cái nơi cũng có cái chỗ ngồi và một nơi người ta có thể mua đồ to go hoặc là ăn lẹ, vân vân, làm chung hết. Và chúng em có thể là làm ra ba loại thực đơn khác nhau. Một loại thực đơn cho những người đã đến, người ta chỉ ăn thôi, người ta là khách. Và thực đơn thứ hai là cho những người mà họ chơi trong đó. Và thực đơn thứ ba là cho những cái thực đơn rất đặc biệt cao cấp cho những người mà họ có cái nhu cầu, họ có thể đòi hỏi được những gì họ muốn. Dạ, thì cái đó nói chung là như vậy. Và chúng em muốn là cùng nhau kiếm một số anh chị em về ngành bếp giỏi để cùng hợp tác, để chúng ta cùng đem cái văn hóa của người Việt Nam đến. Người Việt Nam chúng ta đã ở Mỹ 40 mấy năm và rất là thành công. Và người Việt Nam đã được biết đến bằng những cái món ăn đặc sắc, chẳng hạn như phở, những bánh mì vân vân. Chúng em mong là mình có thể làm hơn như vậy nữa, là cùng hợp tác với nhiều anh chị em có tài với nhau, cùng nắm tay để mà mình đưa cái món ăn Việt Nam của mình lên một cái cấp bậc cao hơn. Yeah. Đúng là trong một cái sòng bài giải trí mà tầm cỡ như là MGM Casino ở National Harbor đó, yeah, thì không chỉ người Việt Nam, ai cũng biết là có rất nhiều sắc dân đã đến, người bản xứ cũng như là những sắc dân khác đến, thì là như vậy đó.
khi mà làm chủ một cái tiệm ăn gọi là Việt Nam thuần túy ở trong MGM Casino thì cái khó mà anh Nguyễn Thanh Bình thấy là điều gì? Dạ, sự thật nó sẽ có rất là nhiều khó. Là thứ nhất là đây là một cái challenge mới. Em đã ở trong cái cộng đồng Việt Nam mình 30 năm. Thì mình phục vụ và mình sống ở trong cái cộng đồng là một điều khác. Nhưng bây giờ mình đã bước một cái bước để mình vô mainstream. Thì mình lên mainstream mà một cái bước này đầu tiên là mình để lại vô một cái hệ thống của MGM là một cái bước rất lớn. Một trong những cái challenge khó của em bây giờ em đang suy nghĩ đó là làm sao phục vụ khách 24/24. Tại nhà hàng của mình là nhà hàng duy nhất được ở trong MGM mở cửa 24/24. Thì kiếm được cái những người nhân viên và những người hợp tác viên mà có đủ đẳng cấp và có cái tâm để mình làm như vậy đó, thì em thấy cái đó là điều khó. Thì có nghĩa là em có nhiều ý tưởng mà em đang cần nhiều người phụ mình để thực hiện cái ý tưởng chung của mình. Dạ, tiếp lời anh Nguyễn Thanh Bình thì hình như là trong chương trình hôm nay thì anh cũng muốn bày tỏ cho mọi người biết là Sài Gòn Suite cũng đang rất cần gọi là tuyển nhân viên cũng như tìm những người cộng tác, những người mà có một cái tâm nó đến để mà làm cho MGM Suite ở casino là MGM Casino đó nó được gọi là khởi sắc, nó được thành công. Anh có thể cho biết thêm. Chúng em đang rất cần nhiều người, tại vì chúng em mở cửa 24/24 đó, thì cần rất là nhiều người. Mà anh chị em nào mà thích làm về cái nghề nhà hàng, nghề phục vụ, thì ở đây đó là chúng em làm một cái open kitchen, là tất cả những gì mình làm là mọi người đều thấy hết. Em dùng cái nơi đó đó giống như một cái sân khấu biểu diễn như vậy đó. Tại em nghĩ là người Việt Nam chúng ta có rất là nhiều tài, thì em đang tìm kiếm tất cả các anh chị nào mà muốn làm full time hoặc part time, một tuần, một ngày, hai ngày cũng được, nhiều giờ cũng được, hoặc là có đến có thể hợp tác với mình phụ chúng em cái khâu trước hoặc khâu sau trong nhà bếp, để cùng nhau cho những người ở đây thấy là cái người Việt Nam mình chúng ta hay lắm. Hay nhất là khi mà chúng ta được đoàn kết với nhau và chúng ta làm những cái việc mà chúng ta bỏ cái tâm của mình ra. Thì chúng em đang rất là cần nhiều người. Mong là anh chị em nào mà có cái nhà ý có thể cùng em hợp tác đó, thì xin mời liên lạc với chúng em. Chúng em sẽ trả lương rất cao và điều kiện sẽ rất là dễ dàng, và coi mọi người giống như một cái gia đình như vậy. Dạ. Đó là một tin vui phải không thưa quý vị? Và Thanh Trúc xin được tạm ngưng buổi nói chuyện với anh Nguyễn Thanh Bình ở đây và sẽ trở lại với quý vị trong giây lát thưa quý vị. Xin cảm ơn Nguyễn Thanh Bình. Dạ, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc, dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương do VATV và SBTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042, với sự góp mặt của danh ca Y Phương cùng ca sĩ Ngọc Thúy, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Với sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703-531-1881, nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703-992-8128, nhà hàng Nha Trang, điện thoại số 703-534-1657, Nova Pharmacy, điện thoại số 703-538-5555, Kim Phụng Bakery, điện thoại số 703-534-4525, Brother Auto Services, điện thoại số 703-204-1233, Thanh Sơn Thôn Phu, điện thoại số 703-534-1202, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, điện thoại số 703-339-9852, Bánh Mì Ba Lẹ, điện thoại số 703-876-9062, Emerson Exley Accounting Tax and Payroll Services Incorporation, điện thoại số 703-237-5404. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703-307-5001, Nam Anh 202-999-6075, Minh Thúy 703-485-6392.